Nhưng mà dần dần cái nét đẹp văn hóa đó nó bị mai một bởi theo thời đại. Cái thời xưa Tết rất là đẹp, từ thực phẩm cho đến con người yêu thương nhau. Thời nay do cái điều kiện kinh tế phát triển, cái gì cũng không tự làm. Hồi xưa là tất cả các việc như củ kiệu hay là gì đó, hay bánh mứt đồ, tất cả mọi bánh trưng bánh tét đều tất cả đều làm. Còn bây giờ là tất cả đều, hầu như đa phần đều mua hết. Nên cái ý nghĩa giao thừa, cái lễ Tết nói là chỉ là để nghỉ ngơi thôi, chứ không có mang một cái khí xuân. Cái thời Tết thời xưa là ngày 15 đã là thấy Tết rồi, tất cả mọi người nhộn nhịp, chợ búa tấp nập, mọi người đều nôn nao. Trong cuộc sống này có bao nhiêu lần được hạnh phúc mà chúng ta để đánh mất cái hạnh phúc đó. Cha mẹ, ông bà chúng ta còn bao nhiêu lần để cúng nhà thừa chúng ta mà chúng ta không làm cho ông bà cha mẹ mình vui. Mình đến đó mình ích kỷ, mình đi chơi hoặc là mình ngủ mình để ông bà mình cúng. Tại sao mình không cùng cúng chung với ông bà mình? Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân lại có duyên được ngồi cùng với sư phụ Chúc Phương và gặp gỡ với cả nhà. Thì hôm nay, thưa sư phụ, đã là ngày 26 Tết rồi. Chúng ta chỉ còn có vỏn vẹn vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đón một cái Tết nguyên đáng, Tết Tân Sửu 2021. Thì cũng thông qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì con cũng xin phép được hỏi sư phụ một vài điều để chia sẻ với quý khán giả luôn. Chúng ta đã sắp đón giao thừa rồi thì hôm nay có thể nhờ sư phụ sẽ chia sẻ về cái ý nghĩa của đêm giao thừa, ý nghĩa của Tết Nguyên Đán chúng ta, và một số cái câu hỏi khác mà con cũng muốn hỏi, đó là về việc mừng xuân Di Lặc hay là cách khấn giao thừa thì chúng ta sẽ chia sẻ dần. Bây giờ thì trước tiên sư phụ có thể chia sẻ với mọi người thì ý nghĩa đêm giao thừa đón Tết Nguyên Đán của người Việt mình thì là như thế nào hả sư phụ? Trước tiên thầy cũng thầy xin phép kính chào tất cả các vị. Cái buổi lễ cúng giao thừa đó mà theo dân gian cũng có thể gọi là buổi lễ trừ tịch. Cái thời mà ý nghĩa của giao thừa này, cái thời mà Tam Hoàng Ngũ Đế ở Trung Hoa, tất cả các Tết của mình đều bắt nguồn từ do ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Không phải chỉ riêng Việt Nam đâu, mà Hàn Quốc, Triều Tiên và một số cộng đồng châu Á nào đó, Đài Loan, là họ ăn Tết âm lịch giống như của người Trung Quốc. Cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Hạ đó, nhà vua thích màu đen nên chọn tháng Giêng là tháng Dần. Đến thời nhà Thương đó, thì nhà vua lại thích màu trắng nên chọn tháng Giêng là tháng Sửu. Đến thời nhà Trâu thì nhà vua lại thích màu đỏ nên chọn tháng Giêng là tháng Tý. Cái này là Hòa Thượng Thượng Lệ Hạ Trang Định Thành Ngài có giảng rất kỹ về vấn đề này. Nên các vị hãy tìm hiểu từ trên mạng. Thầy thì được Hòa Thượng giảng dạy nên những gì mà nói ra đều dựa theo ý của Hòa Thượng chứ không dám nói. Khi mà cho đến đời Khổng Tử thì chọn tháng Giêng là tháng Dần. Nhưng mà đến khi đến nhà Tần lại chọn tháng Giêng là tháng Hợi. Sau này đến đời Hán Vũ Đế quay lại tháng Giêng là tháng Dần, và từ đó về sau cứ tháng Giêng là tháng Dần là ý nghĩa là như vậy. Cái lễ trừ tịch của cái lễ mà đón giao thừa là giờ Tý. Các vị hiểu là giờ Tý là giao thừa. Giờ Tý là giờ bắt đầu là 23 giờ. Nên chúng ta dân gian nhầm tưởng là giao thừa là 12 giờ. Thực ra giao thừa là 23 giờ là giờ Tý. Nên cái buổi lễ giao thừa đó chúng ta là giao thoa giữa hai thời khắc tống cụ nghinh tân. Ý nghĩa của lễ trừ tịch là tống cụ tiễn năm cũ để đón năm mới. Chúng ta nhìn chung về khía cạnh giao thừa là một cái nét đẹp văn hóa của một cái dân tộc. Chúng ta nói là chúng ta bị ảnh hưởng dân tộc Hán, nhưng mà thiệt ra tất cả chúng ta đều là giao thoa với nhau, chứ không phải là ảnh hưởng của một ý thức hệ nào đó. Cái buổi lễ giao thừa người Việt chúng ta nó chia làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có một cái đặc trũng văn hóa riêng. Nhưng mà nhìn chung cái buổi giao thừa là lễ hình thức để gọi là trừ tịch tống cụ Nghinh Tăng, để tiếp tiễn đưa năm mới. Theo triết học phương Đông Tam giáo đó, là mỗi năm có các vị hành binh, hành khiển và phán quan xem xét về tội phước của nhân gian. Khi mà cái buổi lễ giao thừa là kết thúc cái vị hành binh, hành khiển, phán quan của năm cũ để đón nhận cái vị cai quản của năm mới. Nên chúng ta làm những cái lễ đó để chúng ta cũng là lễ tri ân và báo ăn thôi. Mỗi người Việt chúng ta có một cái trong lòng từ nhỏ đến lớn, cái lễ giao thừa là lễ để chúng ta gọi là Tết đoàn viên, Tết sum vầy. Nhưng mà dần dần cái nét đẹp văn hóa đó nó bị mai một bởi theo thời đại. Cái thời xưa Tết rất là đẹp, từ thực phẩm cho đến con người yêu thương nhau. Thời nay do cái điều kiện kinh tế phát triển, cái gì cũng không tự làm. Hồi xưa là tất cả các việc như củ kiệu hay là gì đó, hay bánh mứt đồ, tất cả mọi bánh trưng, bánh tét đều tất cả đều làm. Còn bây giờ là tất cả đều, hầu như đa phần đều mua hết. Nên cái ý nghĩa giao thừa, cái lễ Tết nói là chỉ là để nghỉ ngơi thôi, chứ không có mang một cái khí xuân. Họa mai chăng là có những cái chợ hoa, đường hoa nó còn một chút nét xuân thôi. Chứ thiệt ra cái thời Tết thời xưa là ngày 15 đã là thấy Tết rồi. Tất cả mọi người nhộn nhịp, chợ búa tấp nập, mọi người đều nôn nao. Còn cái ý nghĩa Tết thời nay nó mang ý nghĩa là nghỉ thôi, chứ không còn như cái nét đẹp thời xưa nữa. Chúng ta quay lại cái câu chuyện. Đối với trong thế gian á, là cái buổi giao thừa là chúng ta bày ra những cái mâm cỗ. Trưa 30 là chúng ta làm lễ rước ông bà, về gia đình dự Tết, dự cái ở chung với lại chúng ta ở chung con cháu. Tại vì cái đó là lễ tri ân luôn cả người mất. Cái hay của người phương Đông mình là lúc nào cũng nhớ về cái ông bà cha mẹ mình dù là đã mất, nên rước ông bà về đây để ăn cái Tết cùng con cháu. Đến giờ khắc là giờ Tý, là giờ 23 giờ là sẽ lập một cái bàn lớn ở trước sân nhà. Trong đó có những cái hoa tươi, bánh trưng, bánh tét, rồi tất cả những 5 loại trái cây. Có thể là cầu dừa, đủ xài, sung, hoặc có thể là những cái thứ khác, để mình dâng lên hoàng thiên hậu thổ. Đó là ý cái đó là nói về phong tục của thế gian, để cầu mong các vị hoàng thiên hậu thổ gia hộ cho chúng ta một năm sau, một năm mới đầy được sức khỏe, phước báo, mọi sự đều được tốt đẹp. Đó là cái ước nguyện của mỗi người con người Việt. Nhưng mình đến với đạo Phật, các tổ lại khế lý khế cơ, là cái buổi đó là buổi trong chùa theo cái ngày mà sắp là vọng lòng vô cái tán tụng, chúc tán, đem những cái hương hoa trầm hương hòa quyện với lại cái chất từ bi của Phật, để cho cái buổi lễ nó thêm long trọng, trang nghiêm, thỉnh thánh nhập tượng. Sau khi chúng ta bao sái tượng ngày 23 đến ngày 30, thỉnh thánh, thỉnh Thiên Long Bát Bộ về để ngự, để hộ trì Già Lam. Cái việc mà giao thừa theo khoa học phương Đông rất là đẹp, nhưng mà do chúng ta không hiểu, do những người Việt, do những người không hiểu. Ngay cả những loại ngũ quả nó mang chất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại trái cây tượng trưng cho 5 màu sắc. Kim là trắng, thủy là màu đen, hỏa là màu đỏ, thổ là màu vàng và mộc là màu xanh. 5 loại trái cây tượng trưng cho ngũ hành. Nhưng mà do bị mai không hiểu, do bị mai một, do những cái gì mà nó đã thành thói quen, sinh ra không dám bại trừ. Cái nhất mà cái thói quen mà nó không tốt á, mà nó để lâu ngày á, thành tập khí. Cái thứ nhất á, là họ nó phải chưng 5 loại trơm, dừa, đủ, xài. Không đúng. Một ý nghĩa cúng, cái buổi lễ cúng thiêng liêng mà mang ý nghĩa như vậy là không đúng. Cái chế tác của đạo Phật là chế tác của sự giải thoát, là sự là tự mình làm ra của cải, chứ không phải là đi chơm người khác. Mang cái bàn cúng nó đã mang cái ý nghĩa như, ý nghĩa không cực đoan rồi. Nên cái ông bà, ông cha ta làm cái 5 cái loại quả ở miền Nam này, do trái cây phong phú nên cách chân cũng phong phú, là những cái loại như 5 loại, 5 trái cây, 5 màu nó rất đẹp, như là đủ thứ màu trong miền Nam nó có. Còn ngoài Bắc do cái điều kiện khí hậu nên họ chưng. Đối với người Bắc, cái dĩa mà ngũ quả của người ta là cái gì lúc nào cũng phải có nải chuối. Đối với người Nam, chưng chuối là sợ chuối nhủi. Nhưng người Bắc, chuối là ý nghĩa là tượng trưng bàn tay Phật, rất đẹp. Tất cả những cái sản vật mà ở địa phương đó mình tốt đẹp, mình đem lên trước cúng cho hoàng thiên hậu thổ, sau đó là lấy lộc ăn. Đó là ý nghĩa, đó là đạo lý tri ân trời đất tạo hóa, tri ân đất nước, tri ân con người mình. Còn do chúng ta biến cái tập tục của ông cha ta thành những cái thủ tục mê tín, mới là cầu dừa đủ xài sung, những cái loại trái cây đó không ăn được. Đôi khi chúng ta cúng những loại trái cây mà như tượng trưng, trái dừa nhỏ, trái cầu nhỏ, hoặc là đôi khi có những nơi còn cúng những cái loại mũ nữa. Họ không hiểu ý nghĩa. Nếu mà cầu được thì thiên hạ đã cầu rồi, nếu mà cầu mà có thiên hạ đã cầu hết rồi. Nên từ cái nét đẹp của dân tộc, nét đẹp văn hóa của ông cha ta mà bị thủ tục mê tín mai một, không hay. Cái đó là không hay, đó là nên phải, không nên tiếp nhận cái đó. Và chúng ta cứ sống theo một cái hình thức mà không hiểu biết, dẫn đến từ từ cái thủ tục, cái nét đẹp văn hóa ông cha ta bị mất. Cái ngày Tết đó, nhất là ngày để gọi là nhận được cái lộc may mắn đầu năm, mà nhân chúng ta lại biến cái đó thành cái thủ tục. Nên đôi khi nói xin lỗi các vị đi, các mấy chú nhỏ bây giờ cái ngày Tết là để trong để lì xì, chứ không có ý nghĩa là lì xì đó là để lấy cái lọc. Họ cứ canh cái lì xì đó, cái bao lì xì đó phải có giá trị bao nhiêu trong cái bao đó, không đúng nữa. Không, ý nghĩa ngày Tết nó không còn tốt đẹp. Bây giờ cái việc mà xông đất đầu năm, chúng ta chọn người xông đất. Chúng ta chọn được cái người xông đất rồi, mà chúng ta không thể nào chọn được cái người để tính cách, tính tình của người đó cũng không đúng. Nên cái người xông đất là người đó phải có nhân cách tốt, đạo đức và tính tình tốt. Tại sao chúng ta phải gửi gắm cái sự cái tốt đó cho người khác, mà chính chúng ta là người xông đất cho chính chúng ta mà chúng ta lại không muốn? Bởi vì cái câu tội phúc vô môn, duy nhân tự chịu, có nghĩa là tội phước do chính bản thân mình tạo ra thì mình phải chịu cái tội đó, chứ không phải là cái người xông đất mình phải chọn là người có đạo đức này nọ, rất là khó. Chính mình phải tạo cho mình một người có đạo đức, chính mình phải xông đất chính gia đình mình. Cái thời xưa đó, cái thời mà thời ông cha đó, giao thừa đó, cái lễ giao thừa là thường tổ chức ở đình làng. Và những vị mà tiên trị, những vị mà đạo đức đứng ra cúng rồi chia lọc cho mọi người dân bằng những cái chồi non, những cái mạ non, những cái loại cây nhỏ để mang nó lọc về để trồng trọt. Nhưng mà sau này Phật giáo du nhập đến đất nước mình. Và cái buổi giao thừa trừ tịch này được tổ chức ở chùa để dâng cái phẩm vật cúng lên Tam Bảo và nhận cái lộc từ các vị sư thầy ở trong chùa để mang về để cầu một năm sung túc. Đó là ý ước nguyện. Chúng ta phải hiểu rằng đến với Đạo Phật, cái chế tác của Đạo Phật là chế tác của sự giải thoát, là tự lực. Không ai cho chúng ta hạnh phúc, mà cũng không ai ban cho chúng ta giàu sang hạnh phúc hoặc khổ đau là do chính mọi người chúng ta tự làm ra. Nên cái mà chúng ta muốn có khỏe mạnh thì chúng ta nên tiết chế về vấn đề, bởi vì cái câu tiết chế về ăn uống, bởi vì cái câu là khẩu nhập thành bệnh mà khẩu sức thì thành họa. Nhất là đầu năm chúng ta chớ nói linh tinh bậy bạ, và chúng ta cũng phải kiểm soát cái ăn uống. Thứ nhất là cái mà Tết nhất á, thức ăn dầu mỡ rất là nhiều, nên chúng ta phải ăn trong kiểm soát. Và chúng ta làm gì chúng không phải có cái chánh niệm. Đôi khi Tết nhất là để điều kiện chúng ta ăn chơi, ăn những loại thực phẩm dư đạm, dư mỡ, dầu mỡ sinh ra bệnh tật. Và chúng ta đến nhậu nhẹt nhiều, nó không hay. Nên cái đó là sức khỏe không có rồi đó. Cái sức khỏe có là mình phải điều tiết ăn uống làm sao cân bằng dưỡng chất, và không có phải là để cái Tết để cho mình hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải để mình phá đi cái cuộc sống đẹp này bằng cách là nhậu nhẹt ăn chơi. Chúng ta có thể làm trong cái ý thức chúng ta, nên chúng ta khỏe mạnh. Đó là cái chúng ta tự cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta cầu mà khỏe mạnh được. Và chúng ta làm những gì đẹp đẽ nhất để khi mà mình quay lại cuộc sống mới, mình có sức khỏe mình đi làm, mình nói kiếm được tài vật thì đó là giàu có đấy. Còn chúng ta mà Tết chúng ta đi vui chơi quá đà, dẫn đến chúng ta bị những cái tai nạn, qua sang năm tốn tiền, đó nó nói là không đúng, đó tự chúng ta cho chúng ta họa đấy. Nên họa phúc vô môn, duy nhân tự chịu là ở chỗ đó. Tội phúc là không có cửa mà tự mình vô, tự mình kìm vô là chỗ đó. Giờ cái ý nghĩa của cái giao thừa là chúng ta hạnh phúc á. Hạnh phúc không phải xây dựng trên sự khổ đau của muôn loài mà hạnh phúc là trên bằng tình, cái chất liệu yêu thương. Chúng ta không vì theo thủ tục phong tục mà chúng ta cúng những cái gọi những cái thứ mà huyết nhục mạng sống chúng sanh để dâng lên trời đất, không nên. Mà chúng ta hãy chay tịnh là bằng hoa tươi, ngũ quả đẹp. Như nãy thầy có nói là trái cây theo vùng miền mà cúng, đừng có sợ gì hết. Cúng cam chịu, bơm nổ, chuối nhủi. Nếu vậy thì còn không biết cái gì để cúng nữa. Chúng ta cúng những cái loại mà ngũ quả gồm cái kim mộc thủy hỏa thổ để mong muốn năm cái yếu tố đó nó bình hòa. Thật sự kim mộc thủy hỏa thổ là từ trong tạng thể của mình, đối về mặn, đối về thủy làm tạng thận, phế là phổi, ngũ hành trong năm cái tạng của mình mà nó bình hòa thì nó không có bệnh, mà nếu nó bất hòa là bệnh. Nên ý nghĩa của cái năm cái quả đó tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ để bình hòa. Mà khi năm cái yếu tố đó mà nó bình hòa để mong muốn mình cuộc sống mình từ đầu năm đến cuối năm nó đều bình yên, nó thuận hòa, chứ không phải là nghịch. Chứ không phải là chúng ta cúng chơm vừa đủ xài, hoặc là cầu vừa đủ xài sung, hoặc là chúng ta có nhiều người nói cho vui cầu xài cho lip baga vậy đó, nó không hay. Rồi chúng ta vận dụng theo cái quy lực, rồi chúng ta sống đắc, chọn người sống đắc. Chính bản thân chúng ta sống có đạo đức, chúng ta hãy sống đắc cho chính chúng ta, chứ không ai cho chúng ta được cái hạnh phúc đâu. Tất cả đều là có cộng nghiệp và biệt nghiệp hết. Nên cái buổi lễ cúng giao thừa rất là thiêng liêng. Và hồi xưa đó, cái buổi cúng giao thừa là theo truyền thống, giống như là những bậc cao niên, ông bà cúng trước, rồi đến gia đình con cháu xung vầy cúng. Nó theo thứ tự rất là đẹp. Nhưng bây giờ do cái thời cuộc này, cái sống theo thực dụng vật chất, nên hình như cúng giao thừa chỉ còn có một người cúng thôi, nó không còn cái nét đẹp như xưa nữa. Nên tất cả truyền thống nó bị mai một do thế cuộc thời đại. Nên những ai mà muốn quay về nên tạo cái truyền thống đó. Cha mẹ ông bà cúng trước, đến cha mẹ, đến con cháu, nó theo cái thứ lớp đó. Nên cái sự yêu thương nó có cái cung trình tự để gọi là hàng quyên xung vầy chỗ đó, chứ không phải là giao ông bà cúng rồi con cháu ngủ. Chúng ta đón giao thừa, cái buổi giao thừa thiêng liêng, chúng ta đón nó để mang ý nghĩa. Trong cuộc sống này có bao nhiêu lần được hạnh phúc mà chúng ta để đánh mất cái hạnh phúc đó. Cha mẹ, ông bà chúng ta còn bao nhiêu lần để cúng giao thừa chúng ta mà chúng ta không làm cho ông bà cha mẹ mình vui, mà mình đến đó mình ích kỷ, mình đi chơi hoặc là mình ngủ, mình để ông bà mình cúng. Tại sao mình không cùng cúng chung với ông bà mình? Hạnh phúc không phải là do người khác ban tặng, mà là chúng ta cho chính chúng ta mang cái giá trị đó chúng ta đến ông bà cha mẹ rất là vui. Nên tụi con phải nhớ kỹ, không phải đây là mình nói trên tinh thần như vậy đâu, mà tụi con phải nên nhớ là tụi con dẹp qua ích kỷ đi, mà hãy về cúng chung với cha mẹ mình. Đó một cái xuân nó tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa giao thừa. Còn cái văn khấn giao thừa, cái văn này á, thầy làm theo cái kiểu ngũ hành này, còn hai màu nữa, màu xanh với lại màu đen. Nhưng mà đầu năm thì không có thể làm màu đen với màu xanh được, nên làm ba màu thôi. Kim ở đây là hỏa, còn màu vàng nữa là thổ. Nên các vị, trong cái văn khấn này á, Hòa Thượng Lệ Trang á, Ngài lập cái văn khấn này rất hay. Ngài lập cái văn khấn này để cách chỉ cho chúng ta cách khấn. Mà thầy dựa theo cái văn khấn này của Hòa Thượng Lệ Hạ Trang làm, thầy không dám chỉnh sửa nữa. Nhưng mà thầy làm theo kiểu của thầy, nhưng mà tác giả là Hòa Thượng Lệ Trang, mình phải nói là cái nào ra cái đó. Chỉ có làm một chút khác với Hòa Thượng cái sớ thôi. Cái văn sớ này có danh hiệu Phật trong trọng. Khi mình viết tên ông bà cha mẹ vô đây rồi mình khấn nguyện với cái bàn mà Hoàng Thiên Hậu Thổ, mình xưng hiệu danh hiệu Phật. Rồi khi đó mình đốt, tại sao phải hóa? Đốt là vì mình đây có danh hiệu Phật và có danh hiệu ông bà cha mẹ mình nữa. Mình không đốt, mình để dục lung tung thì nó rất là ẩu tả. Nếu mình đốt mình kỹ, mình đốt xong rồi mình bỏ trong cái chậu hoa, lấy cái cho bỏ trong cái chậu mai, nó hay hơn. Có nhiều người nói cái sớ này là mê tín. Thật sự cái gì không có gì mê tín và cũng không có gì hết. Tại vì đúng trong tục đế này cái gì cũng đúng hết á. Nói mê là có chánh tín á, mà nói không có chánh tín coi chừng là mê tín. Bởi vì phước, cái câu mà rất hay là phước họa đón không ra, chánh tà hai nẻo đón sao ra. Trong chánh nó có tà, mà trong tà nó có chánh. Bởi vì chính vì mà tụi con phải hiểu vấn đề đó. Cái văn sớ này là văn bản để cách chỉ cách khấn. Tại vì Hòa Thượng Lệ Hạ Trang ví Ngài như là ông đồ, văn thơ Ngài rất hay. Nên cái gì mà của Hòa Thượng lập ra, nên thầy sư phụ để cái vấn đề này lại, chứ không có dám chỉnh sửa. Chỉnh sửa mình không tôn trọng quyền của tác giả. Mà Hòa Thượng là bậc là thầy của sư phụ, như là một vị thầy rồi, nên không dám trái. Chỉ có cái là làm cái sớ này nó đẹp hơn chút, nó khác với Hòa Thượng một chút thôi. Còn cái tục lệ hoa đó, hoa quả ông bà đó, giống như tụi con thấy Cái này là của nhà của cô chú Phật tử. Ở trên kia là Đức Lưu Phương, là ý nghĩa nó là ông bà để đức lại cho con cháu ngàn đời. Còn bên đây á, mình đọc bên đây á, bên đây nó có ý nghĩa là tổ tông công đức thiên niên tận, tử hiền tôn hiếu vạn thời ninh. Có nghĩa là quát ông bà, cái công đức của ông bà nó là bất tận rồi, con cháu phải nên học theo cái vấn đề đó để cái đức lưu phương mãi mãi, cái phước lộc mãi mãi. Nên đạo lý của người Việt Nam mình là đạo lý của luôn tri ân báo ân những bậc tiền nhân đi trước, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình. Đó mới là tinh thần của người Việt. Tết của người Việt là chỗ này, rước ông bà về ngồi cụ bằng của quyền đây, rồi đến mùng 4 tiễn ông bà đi. Ý nghĩa của người Việt rất là hay, mà mình lại đánh mất cái văn hóa người Việt rồi. Mình không có coi trọng, coi như là cái buổi lễ giao thừa này là cái gì đó thuộc về mê tín. Hồi nãy sư phụ nói rồi, trong cái mê tín đó có chánh tín á, coi chừng trong cái chánh tín là có mê tín á. Cái gì mà của dân tộc nên tiếp nhận, đạo Phật hòa vô trong dân tộc, xây dựng và không bao giờ bác bỏ cái văn hóa của dân tộc đó hết. Vì bác bỏ là không, nên Đức Phật tiếp nhận hết. Đức Phật có nói câu là trăm sông cũng đổ về biển cả, tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Nếu mà đã như vậy thì cái gì cũng giải thoát hết, mà cái gì cũng không giải thoát hết. Giải thoát hay không giải thoát là do chúng ta tự chế tác ra, chứ không phải là do Đức Phật ban cho chúng ta giải thoát. Còn cái này là cái văn hóa, mà văn hóa thì mình phải chỉnh sửa cho đúng thôi. Nếu như là mình không có hạnh phúc, không thể xây dựng trên sự mạng sống của muôn loài. Mình cúng kiến không phải dựa theo cái phong tục là đâm giết những loài vật để mình đem cái huyết nhục lên cúng kiến, mà mình mang những cái chay tịnh để mình cúng kiến. Đó mới là cái nét đẹp của người Việt mình. Người miền Nam chúng ta cây cỏ, do đất đai phong phú, cây cỏ và bông hoa nhiều, nên chọn những cái phẩm vật nào tốt để cúng, trước cúng nó sau mình ăn, lấy lọc ăn, chứ không phải là mình cúng những cái trái nhỏ rồi mình cầu cho vừa cầu vừa đủ xài. Trong cái bát khổ cái câu cầu bắt đắc, cầu mà không được cũng khổ đó. Chúng ta ai cũng có một ước nguyện, một ước vọng, một ước mơ, nhưng mà biến ước mơ thành sự thật là do chúng ta phải nỗ lực, chứ không phải là ước mơ chỉ là ước mơ. Nếu mà chúng ta ước mơ mọi một cái việc gì đó mà chúng ta phải cố gắng làm thì đó ước mơ mới thành thật được. Nên cái ý nghĩa của giao thừa vậy. Nhân dịp năm mới sắp đến cũng là ấy, thầy cũng cảm niệm các vị đã đồng hành với thầy trong chương trình mà đi cúng vong linh, và cũng chúc cho tất cả mọi người có một cái mùa xuân Tân Sửu an lạc và khánh an, và các tường như ý, mọi sự nó đều thành tựu. Để qua sang năm, cái thiện nguyện hoa từ bi chúng ta sẽ nở rực, để chúng ta còn làm nhiều việc thiện hơn. Xây dựng về đạo Phật, nói đến đạo Phật là nói đến cái lực nhân quả. Chúng ta làm gì được nấy. Chúng ta muốn có sức khỏe, chúng ta phải biết hạn chế sát sanh, không sát sanh mà phóng sanh. Chúng ta muốn có cuộc sống no đủ, chúng ta không được trộm cắp, mà chúng ta phải bố thí. Dù là cái kim ngọn cỏ của người không cho không được lấy. Nếu lấy là tội trộm cắp, mà trộm cắp là nhân của nghèo đói, là của nghèo khổ. Còn chúng ta không trộm cắp mà chúng ta còn dân tặng cái phẩm vật của chúng ta cho những người đang khổ, thì chúng ta được cái quả sau này chúng ta sẽ không bao giờ đói khát. Chúng ta có muốn một được thân tướng tốt đẹp, đoan trang đẹp đẽ, chúng ta thực hành cái hạnh trung thủy, là hạnh không tà dâm, là chỉ xây dựng với nhau một vợ một chồng. Chúng ta có muốn được chữ tín, là chúng ta thực hiện cái việc không nói dối. Nói dối cứu người cứu vật được, nói dối lợi mình hại người thì không nên. Không nói ác khẩu, chửi cha mắng mẹ, không nói đưởi đôi chiều để gây sự ẩu đả với nhau. Muốn có được trí tuệ thì chúng ta không tiếp nhận những thứ độc tố, từ rượu bia, ma túy, cờ bạc cho đến những thứ phim ảnh, chuyện trò đồi trụy. Những cái thực phẩm tinh thần hay thực phẩm đó nó làm cho tiêu hao chúng ta. Chúng ta tiếp nhận những loại thực phẩm nào có làm tốt cho thân và tâm chúng ta. Đó là ý nghĩa của cái chế tác của đạo Phật, chứ không phải là sự cứu rỗi của Đức Phật ban phước giáng họa cho ai? Nếu chúng ta thực hành những cái điều không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói, và chúng ta trường thọ, chúng ta có của báu, chúng ta thực hiện được cái việc đó là chúng ta có được cái niềm an lạc hạnh phúc đích thực rồi đó. Cảm ơn các vị, chúc các vị một năm mới và gia đình, gia quyến được thân tâm an lạc, mọi sự cát tường như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.